không có khó khăn gì với em hết, mẹ rất là dễ luôn á. Thật sự mẹ không, mẹ coi em như là con gái, rồi khi nào cái nào em không biết á thì mẹ chỉ. Rồi có những lúc á em, ví dụ như hai vợ chồng mà cãi vã nhau á, gây gỗ rồi cái bắt đầu mẹ khuyên, mẹ nói vợ chồng á thì khi mà đến với nhau rồi á thì phải cố gắng giữ gìn hạnh phúc. Chị thấy là mình có thiếu sót gì đối với mẹ không? Dạ có nhiều lắm chị. Mẹ thì hy sinh cho hai vợ chồng em rất là nhiều, mà còn em thì em cảm thấy em chưa làm được cái gì cho mẹ trọn vẹn. Em cũng muốn nói với mẹ những điều đó hay không? Thật sự thì con cũng muốn nói với mẹ là trong suốt thời gian qua mẹ cũng vất vả vì con, vì cháu rất nhiều. Con cũng mong mẹ là giữ gìn sức khỏe rồi sắp xếp công việc để về sống với tụi con cho cuộc sống nó bình an hơn. Mẹ cũng hy vọng một lúc nào đó mẹ sắp xếp xong mẹ trở về quê. Cô giới thiệu về mình à? Cô tên Quỳnh Kim Oanh. Dạ. Hôm nay cô 65 tuổi. Dạ. À, đúng là nguyên quán thì ở Vĩnh Long, nhưng cô đã lên thành phố, cô ở gần 30 năm rồi. Dạ. Bây giờ hiện tại là cô bán quán bún mắm ở Bà Hôm. Vừa bữa nào tụi con ghé ăn bún mắm nha. Cô có món quà nhỏ để... Thơm quá à, chú ơi. Trời ơi. Chết rồi, bây giờ mình nghỉ quay mình ăn chứ được không? Trời ơi, thơm quá à. Cất cất cất, làm nhanh nhanh. Thơm quá. Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn chị ạ. Để nó chút vô, bỏ vô lò vi sóng cho tôi nha. Cảm ơn dạ, cô nha. Dạ, cảm ơn cô ạ. Trời ơi. Nhìn cái mùi bún mắm nó chịu không nổi rồi đó. Ngon quá. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình à. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào Lê Lộc, chào quý khán giả. Em tên là Lưu Bích Nhi, 33 tuổi. Hiện tại là thợ may gia đình. Chị làm dâu của mẹ? Em được. Làm dâu của mẹ được 5 năm. À, mình có mấy bé rồi chị? Dạ, em có một bé được 3 tuổi. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai mình á, cô thấy... cô ấy thế nào? Đúng ra là cái ngày đầu tiên gặp Bích Nhi thì chưa có ý tưởng là về làm dâu. Dạ. Tại vì con trai nó dẫn về đi cái dịp đó là dịp cúng giỗ cho của người em ở trong chùa. Thành ra con trai cứ dẫn bạn vô, nó là bạn thôi. Nhưng mà thời gian sau đó thì Bích Nhi cũng có tới nhà chơi rồi, cũng có điều kiện gia duyên là đi chùa chung. Rồi dần dà từ đó cô thấy Bích Nhi hiền dễ thương. Cô cũng nói với con trai là Bích Nhi được. Hay quá, coi như là cánh cửa mở rộng ngay từ đầu luôn rồi. Còn chị thì sao, chị cảm thấy chị ấn tượng với mẹ điều gì? Dạ em ấn tượng với mẹ thì cũng lần gặp ở chùa cũng lần đầu tiên á, thì lần đó là đối với mọi người á thì giống như em xa lạ, còn với mẹ thì tự nhiên cái mẹ lại mẹ nắm tay em, cái mẹ dẫn em đi lên vòng vòng chùa, cái em cảm thấy sao mà gần gũi quá, tự nhiên cái trong lòng mình nó có cái gì đó nó cảm thấy thấy thương sao đó. Giống như là cái tình cảm đó, cảm thấy thật sự là mình chưa có bao giờ có cảm giác đó. Coi như giống như quen biết từ bao giờ đó. Dạ, đúng rồi. Nghiệm đó, mấy nàng dâu mai mốt mà muốn về gặp mẹ chồng á, bàn với người yêu trước là cách nào đưa mẹ lên chùa đi. Tâm tịnh. Đúng rồi, cái tâm rất là tịnh luôn. Gặp ở chùa hay cách biết mấy luôn vậy. Gặp ở chùa nhau người ta gần gũi nhau, yêu dạ, thương nhau rồi. Nhiều hơn nha. Mình có gặp khó khăn gì không chị? Dạ, làm dâu mẹ thì em không có gặp khó khăn nhiều. Tại vì em thấy mẹ cũng tâm lý lắm. Mẹ thấy sáng em đi làm á, dạ. Em đi làm công ty sớm á thì mẹ cũng cho ngủ. Ngủ mẹ thì mẹ bán, buổi sáng mẹ phải dậy sớm mà mẹ làm hết, mẹ không có kêu em dậy. Mẹ cho ngủ cho đã rồi cái gần sáng gần tới giờ đi thì em nghe tiếng lục đục là mẹ làm xong hết rồi, chỉ có thức dậy rồi chuẩn bị đi làm thôi. Cô rồi khi con dâu về làm dâu đó, cô có ưng cái bụng không? Đúng ra là cô chọn cái hiền, mà Nhi thì là hiền, thành dạ. ra cô rất ưng ý dạ. Nhưng có những cái nhiều khi với công việc thì chưa có thì cô chỉ từ từ thôi dạ. Thành ra chuyện đó cũng không có cái gì để mẹ con gặp khó khăn. Với rồi thời gian sau thì Nhi bắt đầu sinh em bé,
khi sinh em bé thì có những cái trở ngại, nhưng mà lúc đó thì cô ấn tượng nhất là cô rất thương Nhi. Cô thương cái hoàn cảnh một người phụ nữ sanh mà gặp khó, tại vì cô đã trải qua rồi. Khi sanh em bé thì tới 4 kg mấy lận, sanh không được thì phải mổ. Cô thương lắm, tại vì hồi xưa cô cũng sanh mổ. Thành ra coi Nhi như là con ruột của mình, còn hơn là con ruột. Đôi khi con trai cô nó nói mẹ cưng vợ con còn hơn cưng con nữa. Khó lắm rồi mẹ. Lúc đó cảm động với mẹ chồng những điều gì em còn nhớ không? Thực sự thì lúc mà em sinh bé là bác sĩ nói mà bé bị có vấn đề mà đầu hơi to, giãn não kêu giãn não thất á, thì thật sự lúc đó em khóc rất nhiều. Rồi mẹ mới nói là cố gắng, nói chung là mẹ con mình cùng nhau cố gắng để mà vượt qua khó khăn, để mà chăm cho bé cho tốt. Mẹ cũng sợ em lúc đó em bị trầm cảm đó, tại vì em mới sinh xong. Rồi chồng cũng khuyên nữa, mà em cũng hay khóc lắm, tại vì em buồn. Em nhìn con người ta, ví dụ như mình sinh, người ta sinh con sao mà nguyên dạng, mà mình sinh con đó thì sao cảm thấy sao bé rất, thật sự lúc đó bé rất là xấu. Mình mẩy bé đang thui mà đầu bé thì nhìn nó hơi to, rồi chân bé thì nó cảm giác như nó hơi bị yếu. Rồi em cũng không biết làm sao, rồi mẹ cũng khuyên, rồi mẹ đồng hành cùng với em trong suốt chặng đường mà đến nay là nuôi bé được 3 tuổi. Bây giờ thì có lẽ là bé giảm 80%. Có nhiều đứa trẻ không vượt qua được thì nó là não úng thủy, nhưng mà ở đây cháu đã dừng lại được, nó nằm ở cái khuôn phép để từ từ nó khép lại. Bé này cũng bắt đầu cũng thông minh, cũng nói chuyện được, nói chuyện hả? Được cũng, dạ. Học cũng nói tiếng Anh cũng, dạ. Rồi này kia biết hết, dạ, cũng quá, dạ. Cũng tốt rồi ha. Sau đó mình vượt qua cái chặng đường khó khăn đó rồi thì mẹ con cảm giác là yêu thương nhau nhiều hơn, rồi cảm giác mình có hợp nhau nhiều điều không? Có. Nhưng mà có cái hoàn cảnh là cô phải về thành phố cô buôn bán, còn dạ. Cô cất nhà xong xuôi cho vợ chồng ở với em bé ở Vĩnh Long. À, là hiện tại là chị đang ở với Vĩnh Long. Ở Vĩnh Long. À, sao mình không dọn lên ở chung với mẹ cho tiện chị? Tại vì mẹ thương cháu quá, mẹ không cho lên. Cô không có muốn mẹ cho cháu ở trên này cực khổ quá. Giống như nhà thì nhỏ, rồi mũi đồ cũng hơi nhiều. Rồi bà nội nói thương cháu quá, bà nội nói thôi hai vợ chồng cố gắng ở dưới làm ăn ở dưới, rồi để mà bé nó có cuộc sống nó sạch sẽ với nó khỏe mạnh nữa. Nội thương, dạ. Cháu thương dâu ha. Mình chịu cực khổ mà đưa con dâu với cháu về quê nó yên bình hả? Em có thường liên lạc với mẹ chồng không? Dạ, có. Qua điện thoại mẹ gọi Zalo đó, ngày nào mẹ cũng gọi á. Ví dụ như lúc nào bán xong mà rảnh á, cái là mẹ gọi thăm bé. Có lúc gọi ngay giờ bé ngủ, hoặc là lúc mẹ rảnh á thì bé ngủ, mà có khi mẹ bận á thì bé lại thức vậy đó. Em cảm giác có điều gì em chưa hợp với mẹ chồng của mình? Nói chung em cũng dễ thích nghi, tại vì khi em biết mình về làm dâu á thì đôi khi mình cũng phải tập thích nghi với cái môi trường mới. Đối với mẹ thì thật sự mẹ cũng không có khó khăn gì với em á, mẹ rất là dễ luôn á. Thật sự mẹ coi em như là con gái, rồi khi nào cái nào em không biết á thì mẹ chỉ. Rồi có những lúc á em, ví dụ như hai vợ chồng mà cãi vã nhau á, gây gỗ, rồi cái bắt đầu mẹ khuyên. Mẹ nói vợ chồng á thì khi mà đến với nhau rồi á thì phải cố gắng giữ gìn hạnh phúc. Chị thấy là mình có thiếu sót gì đó với mẹ không? Dạ có nhiều lắm chị. Mẹ thì hy sinh cho hai vợ chồng em rất là nhiều, mà còn em á thì em cảm thấy em chưa làm được cái gì cho mẹ trọn vẹn. Em cũng muốn nói với mẹ những điều đó hay không? Thật sự thì con cũng muốn nói với mẹ là trong suốt thời gian qua mẹ cũng vất vả vì con, vì cháu rất nhiều. Con cũng mong mẹ là giữ gìn sức khỏe, rồi sắp xếp công việc để về sống với tụi con cho cuộc sống nó bình an hơn. Mẹ cũng hy vọng một lúc nào đó mẹ sắp xếp xong mẹ trở về quê. Con cô đơn lắm á, nó không cần sự có mặt của cô đó. Cô biết, nhưng dạ, cô bên đây nó cũng yên tâm đâu.
cái hoàn cảnh nó đưa lại, thành ra cô chưa có thể giải quyết công việc ở thành phố được, thành ra cô phải ở chờ. Dạ. Cô thấy rằng con dâu mình nó còn khuyết khuyết điều gì, và cô có muốn nói điều gì với con dâu trong ngày hôm nay không? Mẹ nói với con, trong cuộc sống mặc dầu mẹ rất là thương con, coi con như con một con ruột của mình, thì đúng ra con cũng trọn vẹn lắm rồi, nhưng có những cái mẹ nói để con rút kinh nghiệm thêm là đôi lúc vợ chồng cãi giả hay cái gì á, mình là người phụ nữ, cái mềm mỏng đó là cái lợi thế của mình, thế con ha. Thành ra mình phải dùng cái vũ khí đó để mình tạo cái hạnh phúc gia đình hơn. Hay quá. Thấy vì... mẹ chồng nói đúng không? Dạ đúng. Tại vì em đôi lúc công việc em nhiều á, em làm nhiều quá mà cái em thấy chồng bấm điện thoại hoài á, em cảm thấy khó chịu, em dễ nóng tính. Thành ra em cũng đôi khi có em hơi lớn tiếng với ảnh. Còn về việc chị ở dưới mà chăm sóc cháu á cô, thì cô có điều gì mà muốn căn dặn chị không? Có, cô cũng hay dặn thường qua điện thoại lắm. Dạ. Kiểu như đôi khi đúng ra là cô cũng hay, cô nói em bé là con gái. Dạ. Tụi con có đút cơm ăn hay cái gì thì đút từ miếng nhỏ thôi, đừng có tập cho em mà ngốt quá, nó phải cố nó ngốn cái miệng đó, vậy là rất xấu. Cô cũng có dạy từ qua điện thoại á. Nhiều cái cách chăm sóc cho em, với đừng có để em tiếp cận điện thoại nhiều quá. Thì thấy con dâu nó có nghe không? Dạ có. Hôm nay tôi đăng ký cho mẹ và vợ tham gia để giải quyết những khúc mắc trong cuộc sống mà không thể nói ra được. Con xin chào mẹ và vợ. Con rất mừng vì khoảng thời gian vợ con về làm dâu, mẹ và vợ không xảy ra mâu thuẫn gì. Để con khó xử, con muốn nói với mẹ rằng con rất thương mẹ và con xin lỗi mẹ vì những lúc con làm mẹ buồn và mẹ phải khóc. Mẹ đã vất vả vì hai vợ chồng con rất nhiều. Những lúc hai vợ chồng con tranh cãi, mẹ đã đứng ra khuyên bảo. Con chỉ mong mẹ giữ gìn sức khỏe và được bình an trong cuộc sống. Còn về phần vợ, anh cảm ơn em vì thời gian qua em đã gần bên anh trong những lúc khó khăn. Anh mong rằng tình cảm hai đứa vẫn như vậy. Anh muốn nói rằng anh yêu em. Thôi giờ chồng em nói là anh yêu em chưa? Dạ ít lắm á. Không có luôn. Có lúc có yêu nhau thì có nói ngọt ngào, nhưng mà khi cưới rồi thì không có nói. Đôi khi đàn ông á hơi khô khan cái chuyện. Dạ. Đó. Nhưng mà thể hiện qua cái hành động thôi. Hành động. À, thôi cố gắng làm sao mình thu xếp mình về, mình ở chung với nàng dâu với cháu đi. Yeah. À, rồi cô trên đây cô ở mình hả? Cô ở thành phố một mình. À, ở một mình chưa? Anh giống như là làm cũng tự làm một mình vậy đó. Rồi buôn bán gì cực lắm anh. Mà em cứ kêu sắp xếp. Trời ơi. Thôi ta về quê ta bán đi cô ơi. Trời thương quá à. Cô mạnh khỏe nha. Dạ, cảm ơn. Chúc gia đình ta sẽ gặp luôn luôn gặp những điều may mắn nhất trong cuộc sống. Dạ em cảm ơn anh. Một kỷ niệm của chương trình gửi tặng gia đình. Tôi cũng xin thay mặt chương trình gửi tặng gia đình mình một ít quà. Đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Dạ xin gửi tặng chị. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-trong-1 Care For. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Care For gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi. Và xin tặng cho gia đình mình một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Để luôn nhớ mãi khoảnh khắc tuyệt vời này cô ha. Dạ, dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn chị đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn em nha. Dạ.